lại bình thường. Con chúc cô sống lâu nghìn tuổi, triệu năm xinh đẹp, tỷ năm hạnh phúc. Ờ, hay thời gian chơi đấy à? Ôi, con gái nhà ai mà khéo mồm khéo miệng thế? Chả bù tới con nhà này. Lít chuẩn chuẩn luôn. Báo ngay đi. Đi sao không phải xa? Đó, thật đáng nhớ. Đấy, con nhà người ta thì chăm chỉ học như kia, con nhà mình chỉ có cắm đầu cái điện thoại này. Rõ ràng là chúng ta. Thôi cô ơi, bọn con ăn xong rồi, bọn con đi rửa bát nhé con nhá. Thôi cậu để đấy để tớ rửa. Thôi cho. Mẹ hâm mà, rửa bát là việc của tớ. Thôi, để tớ rửa cho. Đấy, con nhà người ta ăn xong biết rửa bát này. Con nhà mình ăn xong ngồi cứ chờ cái mặt nè. Hai đứa mình cùng rửa nhá. Thôi, hai đứa cứ ngồi đây chơi đi, để con Trang rửa bát cho. Vui quá cậu ơi. Hai đứa đang chơi cái gì đấy, cho bác xem với. Thế cho tao chơi với. Chơi cái gì mà chơi? Sao mẹ thiên vị đấy ạ? À? Chúng nó chơi được sao con không chơi được? À, mày đừng còn chả treo với tao à? Con nhà người ta chơi game để mà luyện trí tuệ, để mà ngoan ngoãn. Con nhà mình ấy chỉ được cái mẹ thôi. Nếu mẹ đã nói thế thì mẹ nhận chúng nó là con đi. Con sẽ đi khỏi cái nhà này. Ok con gái. Mình bên ngay mà, kiểu gì mẹ cũng níu mình lại cho mà xem. Đấy, mày đi đâu mày đi đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thôi, hai con trai của mẹ vào chơi game tiếp đi. Không cẩn thận ở bên ngoài này cảm lạnh. Dạ vâng mẹ yêu. Thề, hôm nay mua đúng một hộp bánh rồi. Ây da. Ôi, cái hàng mới này. Mình chỉ mua đúng một cái này thôi. Cái này bị khác à? Ui, nhiều đấy. Ui, mình sẽ không mua nữa. Ôi, đây là thành mình thích mà. Mình chỉ mua đúng cái này thôi. Không nhìn hết. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Hai tên yêu nghiệt kia. Dạ. Chú em đây ạ. Đứa nào dám cả gan động đến chú cao lông bị vi tao để trên bàn. Mày có một hộp mà. Tụi mày thấy sao không à? Mày, mày làm gì cứ quát cho em thế? Mẹ ơi, mày đến đây thử ăn thật mọi người mua gì. Thôi cái thằng này, cái chuyện nhỏ con này thì bỏ qua đi. Cứ làm mà mắc hơn. Bruh. Được cả mẹ lẫn con. Cả thời giỏi lắm. Hôm nay không tìm được ra thủ phạm, con sẽ không cho cả nhà bật điều hòa nữa. Kìa, ai làm thì nói đi. Không bây giờ anh điên này anh ném hết đồ đi bây giờ. Con ơi, mở tivi lên đến giờ mẹ xem phim. Phim cái Believing Team. Không sao đâu mẹ, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Thôi được, tôi muốn hòa bình nên đã nhân nhượng. Nhưng càng nhân nhượng các người càng lần tới. Vì các người quyết ăn không sót lại một miếng nào mới vỡ lòng các người. Thôi nhìn đi, mất phong độ quá. Bỏ lên à. Tất cả mọi người mở mồm to hết cỡ ra. Nhanh lên. Mở thì mở. Sao ở trong nhà phải đeo khẩu trang thế em gái? Có phải là em vẫn còn đang nhai đồ ăn vặt của anh trong mồm đúng không? Anh không hiểu đâu. Bỏ khẩu trang à. Ui, mới đi phun môi hả em? Đưa đây, đau. Ê, anh xin lỗi. Mà phun ở chỗ nào thế, uy tín không em? Em phun ở... Được rồi, môi mày như kia thì ăn uống gì nữa? Nhớ là sao mà người ta tài trợ tao có phun môi mới nhá. Hoàng hôn à? Em ăn đồ ăn vặt môi môi của anh có thấy ngon không? Em biết gì đâu. Hoàng hôn à? Tốt. Đúng là em của tao. Vậy là chỉ còn tới mẹ yêu. Con đừng ép mẹ. Cây cao cũng sợ chết ngồi. Mẹ mở ra đi. Không mở. Mở ra đi. Ôi trời ơi. Da heo mắm hành đậm vị mắm thơm vị hành dã giòn tan. Da cá trứng muối chấm tương ớt nhai là nghiện. Ôi vị nào cũng có. Thật là một bữa tiệc của hương vị đánh thức các giác quan. Ui ui ngon quá. Môi đến khi nào không thể môi được nữa thì thôi. Không ngờ hơi thở của mẹ có sức công phá lớn đến như vậy. Kể ra xem cái này còn giải trí hơn tivi các con nhỉ. Mày đưa chúng nó về nhà, phá nhà. Con có biết gì đâu, chúng nó tự sang mà. Cứ liệu hồn đấy. Mày đưa chơi gì cho con chơi với. Này, hôm nay bọn con chơi thách hay thật của cô Xây.
bạn thà một tháng không tắm hay không đi vệ sinh một tháng? Đương nhiên là một tháng không tắm rồi. Là tao cũng chẳng thế. Đi vệ sinh một tháng chứ không sao được. Không phải bài nói rồi đấy. Hôn ơi, sao mày chọn nhanh đây? Cái đấy mà cũng phải suy nghĩ à? Đi tắm ngay. Không hiểu sao mà yêu được nó chàng ạ. À mà thôi, chơi tiếp đi. Cơ cao, mày bốc đi. Gọi điện cho cà rút của bạn và tỏ tình. Gọi thì gọi. Cường Cao gọi gì anh đây? Ôi trời ơi, thế này em thích người yêu chị à Cường ơi. Ôi trời ơi, tắm xong thoải mái hết cả người. Nên giờ cho anh em chế một vòng nhỉ, để tôi bốc tiếp nhá. Nếu chỉ được chọn một trong hai thì bạn sẽ chọn cái nào? Không gội đầu trong một tháng. Ôi trời, không cần đọc tiếp, không gội đầu. Nani? Mọi người nhìn gì em đây? Mày tắm mà mày vẫn chưa gội đầu thằng kia. Đi cũng đúng những người. Thôi, chị nhiều hoàng hôn cho em đấy Cường ạ. Mà thôi Bách, nãy giờ mày mệt rồi, mày bốc đi. Liếm sốt mayonnaise trên mũi của người ngồi bên tay trái bạn. Thế này làm sao mà tao nhìn được? Kệ mày. Mày liếm cái gì đấy Bách? Ê, cái gì? Ôi, mẹ ơi, hình như thằng Bách nó liếm cái nước mũi rồi sao ý? Thôi, hai mẹ con mình chơi với nhau đi. Hãy kể một sự thật về gia đình bạn. Ui giời ơi, sự thật thì gia đình mình chỉ luôn luôn hạnh phúc thôi mẹ nhờ. Thực ra thì con... Con làm sao hả mẹ? Con không phải con ruột của mẹ. Ôi trời ơi, thế sao mẹ con nói con biết rồi. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này con được... Trang, mày không biết bây giờ mấy giờ không mà chưa dậy đi học? Bây giờ... Dậy nhanh lên, tí tao vào mà còn làm mình đừng có trách. Ui, hình như nay có bài kiểm tra. Mà mình đã học cái gì đâu nhở? Làm sao bây giờ? Bây giờ làm cũng không kịp. À. Con kia! Ai ôi mẹ ơi, con đau bụng quá mẹ ơi. Ui, con làm sao đây? Ai ôi, ai ôi. Ốm như này thì nghỉ học thôi con nhá. Mọi người chăm chỉ như con không thể nghỉ học được. Ừ, thế thôi con cố gắng dậy đi học đi. Ai ôi, đau bụng quá. Ui giời ơi, đau thế này thì đi học làm sao được? Để mẹ xin phép thầy giáo cho. Sao mình thông minh vậy ta? Thế là đỡ phải đi học. Later. Đây, anh đưa nó đi bệnh viện giúp tôi với. Ui, sao đi viện hả mẹ? Con dậy đi, để bác Bách còn đưa đi bệnh viện. Dạ thôi, dăm ba cái này nhằm nhò gì hả mẹ. Với lại, con rất thích đi học ấy. Con không muốn đi học lâu đâu. Đấy anh xem, cháu nhà tôi hiếu học lắm. Nhưng mà toàn ốm vặt như này thôi. Ui thế hả chị? Vâng, nó toàn ốm cái hôm được đi học thôi. Khổ thân con bé mất bao nhiêu kiến thức. À, thế có khi chị nên cho con chị đeo cái vòng chấm hương này đi. Cái vòng chấm hương này á, nó vừa giúp xua đuổi những điều xui xẻo, lại còn có tác dụng rất lớn trong việc kỵ gió cơ. À, từ lúc tôi đeo cái vòng này cơ, tài lộc nó cứ vẻ bẩm ấy. Ôi trời ơi, thế à? Thế để tôi mua cả nhà tôi đeo luôn. Cả nhà đang nói chuyện gì xôm thế? Thầy đến rồi đấy. Sao thầy ở đến đây hả mẹ? À, mẹ vừa gọi cho thầy để xin cho con nghỉ học, nhưng mà thầy bảo hôm nay trường cho nghỉ học. Nên mẹ mời thầy đến đây dạy kèm cho con đấy. Thầy đánh giá rất cao cái tinh thần hiếu học của em. Hôm nay á, thầy dạy em cả ngày luôn. Nhất cháu đấy nhá. Ừ,